nhà riêng không rõ lý do. Cảnh sát Los Angeles thông tin trên tờ People cho hay, James đã được tìm thấy nằm bất động tại nhà riêng ở California hôm 18 tháng 9. Tuy nhiên nguyên nhân cái chết của ngôi sao phim khiêu dâm nổi tiếng này vẫn chưa rõ, và cảnh sát đang tiến hành điều tra. Chồng James đã phát hiện ra cảnh tượng kinh hoàng khi tới nhà cô ở North Hill để kiểm tra, sau vài ngày không thể liên lạc với vợ. Khi tới nơi, chồng James không còn thấy cô phản ứng. James bắt đầu gia nhập ngành giải trí phim khiêu dâm từ năm 2002. Hai năm sau đó cô nhanh chóng được biết đến khi trở thành người mẫu đầu tiên được ký hợp đồng. Với Hustler Video, James còn thành lập một hãng phim riêng sản xuất phim khiêu dâm có tên Spizu vào năm 2008. Bên cạnh các phim khiêu dâm, Jessica còn góp mặt trong một số show truyền hình như Gois, The Augustan Show, Celebrity Rehab Sober House của VH1 và Vivid Valley trên HBO.